Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng được coi là cái nôi của các ngành nghề thủ công, đặc biệt là thủ công mỹ nghệ. Nghề thủ công ở Việt Nam nói chung, ở Hà Nội nói riêng vốn có truyền thống lâu đời. Truyền thống đó được gắn với những tên làng nghề, phố nghề và được biểu hiện bằng những sản phẩm thủ công với những nét tinh xảo, độc đáo và hoàn mỹ. Những sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ là những vật phẩm sinh hoạt bình thường mà còn là sự kết tinh của lao động vật chất và lao động tinh thần. Nó được tạo nên bằng bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của người thợ thủ công. Nhiều sản phẩm có tính nghệ thuật cao. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật, trong đó chứa đựng những nét đặc sắc, đặc trưng của mỗi làng nghề truyền thống và là biểu trưng của nền văn hóa dân tộc. Tiềm năng, lợi thế của loại hình kinh tế phi nông nghiệp này cũng không ít nếu ta biết cách khai thác một cách có hiệu quả. Khai thác những tiềm năng sẵn có của làng nghề không chỉ nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, mà hơn hết là bảo tồn những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều ngành nghề thủ công mỹ nghệ và làng nghề tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã tồn tại và phát triển qua bao thế hệ. Đây là kết tinh trí tuệ, tài năng của những người thợ trong một thời gian dài, có sức sống tiềm tàng trong phố phường, làng xã và gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Tuy nhiên, duy trì làng nghề và đặc biệt là duy trì nguồn nguyên liệu để phát triển làng nghề đang là vấn đề mà nhiều làng nghề gặp phải. Xã Chuyên Mỹ thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có một làng tên là Ngọ Hạ, nơi có nghề khảm trai cổ truyền xuất hiện cách đây đã nghìn năm. Tuy nhiên gần đây, với sự khó khăn về nguồn tiêu thụ sản phẩm, một số hộ trong xã bên cạnh việc bảo tồn nghề truyền thống còn nhận một số hợp đồng làm đồ thủ công mỹ nghệ khác để tiếp tục duy trì và giữ được nghề truyền thống của ông cha. Đến Chuyên Mỹ học nghề và làm nghề đã được 2 năm, Vũ Văn Tạo cũng như các bạn đến từ Yên Bái của cậu có được việc làm khá ổn định. Ở xóm em thì cũng nhiều, hai ba mươi người nghe này. Em làm thì lương tháng thì nó cũng, nói chung là họ trả thì cũng chính đáng, nên em làm như này. Phần lớn lao động tại cơ sở sản xuất này đến từ tỉnh Yên Bái. Mỗi tháng, trừ các chi phí thì mỗi nhân công nhận được 2,5 triệu. Đây là số tiền công khá phù hợp và ổn định. Do vậy, hầu hết những người làm công ở đây đều gắn bó với nghề và tiếp tục cuộc sống mưu sinh tại mảnh đất trăm nghề Hà Nội. Hiện nay, nhiều làng nghề, xã nghề trên địa bàn Hà Nội đã và đang dần trở thành trung tâm thu hút lao động cả trong và ngoài địa phương. Theo ước tính, hiện nay đội ngũ thợ thủ công hiện có của các làng nghề, kể cả chuyên và kiêm, là gần 1 triệu người, chưa kể lao động làm công từ các địa phương khác đến. Hiện nay về cái vấn đề đào tạo nhân công là cũng đang gặp cái khó khăn. Thứ nhất là về một số cái mặt hàng nó cũng bị mai một, xong rồi nhân công người ta không học nghề và đi làm những cái nghề khác. Thế là cái vấn đề chính là bây giờ đang rất là cần có một cái sự hỗ trợ nào của các sở ban ngành hỗ trợ cho các làng nghề để phát triển, để đào tạo nhân công và có một số vấn đề về xử lý các cái môi trường của làng nghề là hiện nay đang rất là bức xúc. Với nhiều nghệ nhân Hà Nội được phong tặng và hàng nghìn thợ giỏi được các địa phương đánh giá cao đã sẵn sàng truyền nghề, dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đây là tiềm năng rất lớn để các làng nghề phát triển với nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng tiếp thu nhanh, cần cù, sáng tạo. Phú Xuyên là vùng đất trũng với gần 100 làng nghề thủ công, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Việc gìn giữ và phát triển các làng nghề không chỉ giúp Phú Xuyên tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Năm 1948, làng Tre được mang tên mới Đại Nghiệp, thuộc xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thời bấy giờ, nghề mộc ở làng Tre đã nức tiếng gần xa với cái tên Đại Nghiệp, thể hiện mong ước một mảnh đất có nghề lớn sẽ được trường tồn phát triển. Đại Nghiệp có 550 hộ thì chiếm tới hơn 70% là mở xưởng mộc,
Do vậy, cần một số lượng gỗ rất lớn để cung cấp cho hoạt động sản xuất. Cái đồ gỗ này như mọi người biết là hầu như sử dụng gỗ nhóm 1, nhóm 2 là chính. Tại vì cái gỗ đó thì thứ nhất là độ bền chắc nó tốt, thứ hai là vân nó đẹp, thứ ba là nó không bị quá giòn, và để đục chạm các cái tác phẩm điêu khắc như những cái bức tranh rồi tượng rồi đại khái như những cái sản phẩm như thế này ấy, thì là phải những cái gỗ này nó mới đạt được cái độ tinh xảo như thế. Còn nếu bí mà dùng cái gỗ mà kém hơn thì nó không đạt được độ tinh xảo như vậy. Cho nên là cái gỗ này là trước mắt là cho đến thời điểm này là hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào cái thị trường nhập khẩu Đông Nam Á và bên châu Phi nữa. Vấn đề nguyên liệu thì có thể nói là trong tương lai cũng lo lắng, và nếu trong trường hợp mà hết cái nguyên liệu hạng 1 thì có thể gỗ các cái nhóm dưới cũng phải được đưa lên. Hiện nay đã làm đến cái gỗ nhóm 3, nhóm 4 rồi, đã đan xen khoảng 30% rồi. Thế nhưng mà trong tương lai mà nếu mà khó khăn tiếp thì một mặt vẫn phải tiếp tục tiết kiệm gỗ, và một mặt thì chuyển dịch dần dần sang các cái gỗ nhóm thấp hơn thôi. Cái đó là cái sự điều tiết tự nhiên của thị trường thôi, phải chấp nhận thôi. Trong khó khăn về nguyên liệu, bản thân các làng nghề đã cố gắng khắc phục bằng cách tận dụng tối đa những nguyên liệu dư thừa vào sản xuất để tạo những chi tiết độc đáo cho sản phẩm. Những đường chạm cổ, chạm mới rồi khảm chai được nhiều người thợ cả ở làng tre bảo tồn, sáng tạo ứng dụng trong các sản phẩm hàng như sập gụ, tủ chè, bộ bàn ghế vô cùng độc đáo, đặc sắc. Dù là hàng chợ hay hàng kỹ thì tất cả các sản phẩm đều được chăm chút, cẩn thận, tỉ mỉ. Thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau, những nghệ nhân thợ giỏi làng nghề Đại Nghiệp luôn đau đáu với tình yêu nghề da diết, mong muốn giữ gìn những nét tinh hoa làng nghề truyền thống của cha ông để lại. Theo lẽ tự nhiên của các làng nghề là cứ cha truyền con nối, thường là cứ cha rồi chú bác thứ là truyền cho con hoặc cháu ruột, và với những cái mối quan hệ gần như vậy là không giấu nghề, còn với những cái người khác thì có thể là giấu nghề, đấy là chuyện quá khứ. Còn thì trong cái hiện tại thì nó như thế này, hiện tại thì lớp trẻ bây giờ rất là năng động, và ngoài cái việc được học truyền nghề, nhưng mà chính những cái cậu thợ trẻ nó cũng tìm ra được những cách làm mới. Ví dụ họ nghĩ ra những cái bộ đồ gá, những cái cách đưa cơ khí hóa vào là vẫn đạt chất lượng còn cao hơn trước và năng suất cao hơn nhiều. Cho nên cái việc vừa là truyền nghề vừa kết hợp sự sáng tạo, vì các cháu nó cũng được ăn học. Nhiều cháu là tốt nghiệp đại học ra nhưng mà vẫn làm nghề. Cho nên bây giờ là cái việc truyền nghề cũng như là phát triển nghề nó cũng sang một cái trang mới. Cùng với mái đình cây đa bến nước, một hình ảnh thân thuộc của làng Việt cổ ở miền Bắc là lũy tre xanh quanh làng. Cây mây, cây tre không chỉ đi vào thơ ca, nhạc họa, trở thành máu thịt trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam. Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, mặt hàng này còn đang vươn rộng ra các nước và trở thành đặc sản trên thị trường thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng giống như nhiều làng nghề khác thì làng nghề mây tre đan Phú Vinh cũng đang gặp phải tình trạng sản xuất cầm chừng do thiếu và không có một nguồn nguyên liệu ổn định. Chính vì vậy, việc xây dựng một vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung đang là yếu tố cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Huyện Trương Mỹ xưa là huyện Trương Đức, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam. Trương Mỹ là cái nôi của mây tre giang đan của Hà Nội với 174 làng nghề, chủ yếu là mây tre đan. Trong các làng nghề mây tre đan của Trương Mỹ, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa được coi là xứ mây với lịch sử phát triển nghề lâu đời gần 400 năm. Ở Phú Vinh, gia đình nào cũng có người làm mây tre đan. Hàng mây tre đan của Phú Vinh có tới hàng trăm mẫu mã, có loại đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Nếu như ngày xưa mây tre có sẵn tại làng, rất thuận tiện cho việc sản xuất, thì nay với sự phát triển của đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, những người gắn bó lâu năm với nghề như nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đang tìm ra những giải pháp để có thể chủ động nguyên liệu sản xuất cho làng nghề. Với một làng nghề lớn như làng nghề Phú Vinh thì chắc hẳn là cũng đã vấp phải không ít những khó khăn trong vấn đề tìm nguồn nguyên liệu để có thể đảm bảo được các hoạt động sản xuất. Vậy thì những nghệ nhân và những người làm nghề lâu đời như ông thì đã có những biện pháp nào để có thể khắc phục được những khó khăn này? Nói chung kể từ khi mà bắt đầu là cái nghề của chúng tôi trở thành hàng hóa để phục vụ cho xuất khẩu thì cái lực lượng lao động ngày càng nhiều lên. Vì vậy cho nên cái nguyên liệu tại chỗ thì không còn nữa. Và có chăng thì cũng là phục vụ cho rất là ít. Vì vậy nên phải tìm những cái vùng nguyên liệu để mà khai thác
ở xung quanh, nhất là ở các cái vùng miền có đồi núi hoặc là những nơi người ta không làm nghề, để mà tận dụng cái nguyên liệu đó để mà về mà thêm vào cái sản xuất. Với 3/4 diện tích là đồi núi thì Việt Nam vẫn được biết đến là một quốc gia có nguồn nguyên liệu dồi dào. Tuy nhiên là nếu mà không có các cái biện pháp để khai thác nguồn nguyên liệu này một cách hợp lý thì chắc chắn là nguồn nguyên liệu này cũng sẽ sớm trở nên cạn kiệt. Vậy thì làng nghề Phú Vinh đã có những cái biện pháp nào để kết hợp với các vùng nguyên liệu để có thể đảm bảo được cái sự phát triển về lâu về dài cho các vùng nguyên liệu thưa ông? Nói chung thì ngay ban đầu thì cũng có lúng túng về vấn đề này. Tức là giữa cái nhu cầu nguyên liệu và cái khả năng khai thác đầu tư ban đầu thì ban đầu là chúng tôi cũng có những cái lúng túng, nhưng sau đó thì nó gần như là cái quy luật tự nhiên, thì chúng tôi là phải đặt vấn đề trước với những cái nơi mà có cái cây nguyên liệu là trữ lượng là bao nhiêu, rồi khai thác chúng tôi cần là bao nhiêu, thì nơi đó họ sẽ tuyển dụng các cái lao động để mà thu gom về, sau đó là ở làng Phú Vinh lại có một cái người đứng ra, sau đó là đi mua về để phân phát lại cho những lao động sản xuất. Ở Phú Vinh thì những nhiều năm nay thì đã có những cái liên kết với một số tỉnh, ví dụ như là Đà Nẵng, rồi Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Cạn, Hòa Bình. Đặc biệt là Hòa Bình là cái nơi chủ lực nhất cho cái nguyên liệu để cho Phú Vinh. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi cũng được, đặc biệt là ở trên Hà Giang, là chúng tôi đã được Sở Công Thương, Ủy ban thành phố Hà Nội và đặt vấn đề hợp tác đối với Hà Giang. Chúng tôi đang có một cái đề án, tức là vừa đào tạo nghề tại chỗ cho cái lao động tại Hà Giang, đồng thời nữa là sẽ nghiên cứu và đưa cái công nghệ để chế biến cái nguyên liệu đang có ở Hà Giang rất nhiều, và sau đó là xử lý và chuyển về làng nghề. Thì như thế là nó sẽ phù hợp với cả hai bên, và đồng thời nó sẽ có một cái lực lượng nguyên liệu và tương đối ổn định cho nhiều năm về sau. Những giải pháp để chủ động nguyên liệu trong sản xuất cứ từng bước như thế được các nghệ nhân làng Mây Che Đan Phú Vinh tiến hành, bởi thị trường xuất khẩu Mây Che Đan đang ngày mở rộng và giá trị kim ngạch thu được ngày càng nhiều, được xếp vào nhóm các hàng hóa xuất khẩu quan trọng của nước ta hiện nay. Xa xưa, xuất phát từ nhu cầu của nhà nông, sản phẩm từ Mây Che Đan của người dân trong làng chủ yếu là mùng, thúng, dần, sàng, vân vân. Nhưng ngày nay, để hòa nhập theo cuộc sống hiện đại, nhu cầu của người dân ngày một cao mà những sản phẩm trang trí, trao đèn, đĩa, khay, lọ hoa, rèm cửa, bàn, ghế, các đồ gia dụng khác được làm từ mây tre cũng ra đời. Mỗi sản phẩm Mây Che Đan là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật tinh xảo, công phu của những đôi bàn tay tài hoa khéo léo. Trong các nghề thủ công thì nghề mây, tre hiện đang được bảo tồn truyền thống khá tốt. Nét đặc trưng truyền thống trong sản phẩm mây tre là hình dáng đơn giản, mộc mạc nhưng kỹ thuật rất tinh xảo. Muốn có một tác phẩm như ý, trước tiên người thợ làng Phú Vinh phải hiểu rõ nguyên liệu mà mình định làm, để từ đó nắm bắt cách xử lý và giữ độ bền cho sản phẩm. Ở đây tôi được thấy là đang có rất nhiều thân tre và gốc tre được ngâm ở dưới cái ao này. Thì đây có phải là một trong các cái bước để tạo nên sản phẩm từ tre không thưa ông? Đúng rồi, đây là một trong những cái bước đầu tiên là khi mà khai thác về thì là xử lý để đưa vào chế biến thành các cái nguyên liệu để làm ra sản phẩm. Thế nhưng mà ở đây thì trong cái truyền thống thì đây là một cái loại, tức là chúng tôi xử lý theo kiểu truyền thống. Mà cái kiểu mà xử lý truyền thống này thì khách hàng rất là ưa thích. Vậy thứ nhất là nó đảm bảo cho cái sản phẩm rất là bền. Cái thứ hai là cái nó không làm cho ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường. Đây là cái yếu tố thứ hai mà đối với cái sản phẩm tre mà được chế biến như thế này thì khách hàng rất là quý. Thế nhưng mà còn có một cách khác nữa là chúng tôi xử lý bằng cái công nghệ mới, chúng tôi gọi là than hóa đấy, tức là lò CO2, thì cái cây tre nó không chịu được, nó sẽ bị nứt và sau đó lại ngâm qua hóa chất. Ngâm vào các loại là hóa chất thì nó gây ra ô nhiễm rất là lớn, bởi vì là cái đấy là một loại hóa chất, cho nên khi